bắt đầu giảng về cái tâm kinh, cái phần thứ nhì của tâm kinh. Đang nói cái pháp tu Bồ Tát Đạo. Đây là cái pháp mà mọi người muốn tu Bồ Tát Đạo phải cần tu. Bồ Tát Đạo là tu lục đạo, lục độ. Ba la mật có nghĩa là đáo bị ngã là đã thành công rồi, đã tới cái mục tiêu của mình rồi. Đó, hoặc có thể nói là cái sự thành tựu vẹn toàn của cái pháp môn quý vị tu. Xin phép quý vị trở lại cái tấm 186 đang giảng về cái lục độ. Cái lục ba la mật có đặc biệt ở chỗ là quý vị có theo cái thứ tự, theo thứ tự tu thì nó dễ thành công hơn. Vài tuần vừa qua chúng ta đang giảng sơ về cái bố thí ba la mật. Cái bố thí ba la mật là cái pháp tu hành đầu tiên bên đại thừa chúng ta, và cũng là cái pháp cuối cùng quý vị tu. Ai tu đó đại thừa đều bắt đầu bố thí. Cái bố thí là cái bước đầu tiên để quý vị cần làm để mà tích tụ phước. Muốn tu đại thừa nó cần rất nhiều phước. Bên đại thừa vậy, chúng tôi rất là thẳng thắn nói quý vị muốn tu á, phải cần cái phước. Là quý vị muốn tạo phước thì phải tu bố thí. Và quý vị đừng cứ hiểu lầm là bố thí là xong rồi. Khi mà quý vị bố thí xong đủ phước rồi, quý vị mới có thể tu được được giới ba la mật. Rồi tới lúc mà quý vị tới cuối cùng là quý vị tu được cái huệ ba la mật. Lúc đó quý vị thành Phật. Rồi Đức Phật làm cái gì? Rồi quý vị biết khi mà quý vị thành Phật rồi đấy, Đức Phật làm cái gì? Quý vị bố thí cả ngày cả đêm. Thành cái người Bồ Tát mà muốn thành Phật thì cũng làm như Phật vậy, là bố thí liên tục không bao giờ ngừng. Sự thật á, nếu mà quý vị không đủ phước á, quý vị không thể nào giữ giới được. Những cái phương pháp mà tu luyện của tôn giáo khác, ngay trong Phật giáo cũng vậy, họ thành công họ nhỏ, bởi vậy cái sự thành tựu họ nó nhỏ hơn nhiều. 20 năm trước khi thầy bắt đầu tu Phật pháp, thầy tiếng nói nói một cái thầy nhớ hoài, thầy nói tại sao các con biết, cái vị không biết tại sao mà con người ta mà không giữ giới được không? Nó tại vì cái vị không đủ phước. Nói cách khác, nếu cái vị đủ phước á, cái vị tự động sẽ một cái người sống trong đạo đức, sống trong cái một người đạo đức, người tốt. Người thiếu cái phước á, người thiếu đức. Chẳng như bên tiểu thừa, người ta dạy cái vị bằng cách huấn luyện, cái vị bằng cách là dạy cái vị giới luôn. Anh bên nguyên thủy người ta dạy cái vị, ta chú trọng về cái giới. Cái điều người ta không dạy cái vị cái phương pháp bố thí, thành ra nó trở thành một cái học vấn chứ không phải là một cái phương pháp tu. Bởi vậy cái vị thấy như ngài Tiên Hóa, khi mà ngài đem cái Phật pháp qua xứ Mỹ này, ngài đâu có bỏ nhiều thời giờ mà giảng về giới đâu. Không có phải là tại vì ngài không hiểu về cái giới luật. Ngài là Tam Tạng pháp sư. Cái Tam Tạng pháp sư có nghĩa là cái người thầy này hiểu vừa về kinh tạng, cũng hiểu về luật tạng, cũng hiểu về về luận tạng. Ngài Tiên Hóa, mấy thầy giáo sư, người ta bỏ cuộc đời của họ nghiên cứu chàng về cái kinh tạng thôi, con người nghiên cứu về luật tạng thôi. Ngài Tiên Hóa, ngài hiểu về Tam Tạng luôn, kinh, luật và luận tạng, lúc còn trẻ tuổi. Mặc dù ngài hiểu về giới luật, luật tạng, nhưng là ngài không giảng, không bỏ thời giờ giảng về cái luật cho đệ tử của ngài. Thầy rất là thắc mắc về cái chuyện đó. Tại sao bên đại thừa chúng ta, cái căn bản, cái nền tảng của đại thừa là giới luật. Cho nên đại thừa chúng ta đó, học đại thừa là học về giới luật, rồi nhờ cái giới đó mới học được cái định, mới sinh được cái định, nhờ cái định mới sinh được cái hệ. Thầy không hiểu tại sao ngài Tiên Hóa không bỏ thì giờ mà giảng nhiều về giới luật, những cái giới luật của người tỳ kheo Thiền An Ni không có giảng. Bởi thầy mới quyết định qua Đài Loan học về cái giới vì vậy đó. Sau thầy học là thầy mới hiểu, 10 năm sau thầy mới hiểu tại sao không có dạy. Không nói gì chốc.
cái đại thừa không phải là cái đa văn. Cái đại thừa chuẩn bị tu để mà đắc giác ngộ không có gì quan trọng bằng cái đó. Thành cái người mà thầy mà đại thừa mà giỏi là cái người mà dạy cái việc cái phương pháp để đắc giác ngộ, không phải là cái người để mà biết về tam tạng. Thành cái người thầy bên bên đại thừa mình không bao giờ chú trọng mình phải biết cái tam tạng, không phải là giỏi về kinh mà luật và luận. Tại vì thầy đã nói về cái việc để các vị tới một trình độ nào đó rồi đó. Cái mà quý vị biết, cái tri kiến quý vị đó, nó sẽ cản trở về cái sự đắc Phật quả của quý vị. Cái mà quý vị biết, thầy nhắc lại, nó sẽ cản trở cái sự tiến hành của quý vị tới cái Phật quả. Một khi quý vị hiểu cái đó rồi, nó có hai cái hậu quả. Cái hậu quả thứ nhất là quý vị chỉ muốn biết vừa đủ thôi, không muốn biết quá trời, không có muốn biết nhiều quá. Mình muốn biết đủ để mà tới cái mục tiêu của mình thôi. Nói cách khác, những cái tri kiến mà nó không cần thiết cho quý vị để tới cái mục tiêu tiếp sau này đó, tiếp theo đó, thì nó chỉ là một cái gánh nặng của quý vị, nó chỉ là cái cản trở của quý vị. Nói cách khác là quý vị nó cái những cái tri kiến quý vị nó chỉ đầu độc quý vị thôi. Cái hậu quả thứ nhì là sao? Ai mà đoán trúng cái hậu quả thứ nhì thì cho 5 đồng. Thầy dạo này bị lỗ quá này, mỗi lần đấu cá quý vị là thua hoài, thua xìm. Nên bây giờ thầy cá ít ít. Nếu quý vị biết rằng là cái tri kiến nó có hại cho quý vị, cái việc tu hành quý vị, thì cái hậu quả là thứ nhì là sao? Thôi không ai muốn học hỏi thêm hả? Ai cũng muốn học hỏi thêm phải không? Mình biết thêm thì mình thấy cuộc đời mình nó đầy đủ hơn, nó sung túc hơn. Không ai thích, không phải ai cũng thích là cái tri kiến hả? Mà cái tri kiến nó có tai hại cho cái quá trình của cái vị tới cái Phật quả. Nói cách khác là quý vị là người đang tự chặn mình lại. Chính quý vị chính là người tự cản trở mình lại. Ông ngài cũng nói là cái này là một cái viện cớ của mọi người. Cái đó không phải viện cớ, cái này thực sự nó gọi là vô minh. Vô minh Phật giáo danh từ gọi là vô minh chứ không phải là cái viện cớ. Vô minh tại vì mình không biết, mình không ngờ nó như vậy. Mình không biết là mình là cái người đang tự cản trở mình. Quý vị đang tự chặn lại mà không biết mình đang tự chặn lại. Sự thật nó sự thật là như vậy đó. Khó nghe lắm nhưng đều là cái thực tế của cuộc đời của quý vị, của chúng ta. Cái mình biết á nó giam hãm mình lại. Nói cách khác là họ tin cái tri kiến, họ cái hiểu biết họ hơn là tin người khác. Hai tuần trước có cái ông, các quý vị tự tin cái tri kiến vì nhiều hơn là tin người khác. Có nghĩa là sao? Hai tuần trước có cái ông nó tới, ông nói hôm trước ông nói là ông tới chùa lâu rồi, ông thiền lâu, ông sung sướng lắm. Bỗng nhiên gần đây năm vừa qua gần đây ông thiền, bỗng nhiên người thấy nó mệt mỏi. Thầy trả lời thầy không biết. Xong thầy nói thầy không biết, xong thầy nói mới cho gửi ý kiến thì nói là ông thầy nghĩ chuyện này có thể là vì bệnh mà bác sĩ nó test xong ra, nó thí nghiệm ra. Thầy nói cái thông thường cuộc đời con người mình biết bao nhiêu cái bệnh mà bác sĩ không có phát giác, chỉ tới khi phát giác thì nó trễ quá rồi. Và mệt mỏi chắc là tại vì ông không đủ sức mà đấu nó, phấn đấu nó. Là thầy mới nói ông, thầy cười thầy đùa thầy nói ông phải chọn giữa tin tôi hoặc là tin thầy hoặc là tin bác sĩ. Ông nói ông trả lời ngay lập tức, ông nói tôi không tin ai hết, ông tin cũng tôi không tin thầy, tôi không tin bác sĩ tôi nữa. Tại cái đó là một cái ví dụ điển hình cho quý vị thấy đó, mình ỷ ý vào cái tri kiến của mình. Quý vị vô minh mà không ai mà nói không nghe. Quý vị chỉ tin cái tri kiến của mình thôi, chỉ tin cái mình thấy đó.
Tin là mình nghe thôi, tin cái lời, cái lưỡi của mình thôi, tin cái bàn tay bị đụng chạm thôi, tin cái mũi của mình thôi, tin cái óc của mình thôi. Ai cũng bị kẹt vào đó. Rồi tin cái tri kiến mình quá. Tới một trình độ nào đó trên Phật giáo mà nó gọi là vô minh. Vô minh có nghĩa cái việc không có biết. Khó nhất của cái vô minh là cái việc không chấp nhận là mình vô minh. Ai mà nói cái việc mà quý vị, ông là vô minh là cái việc nổi giận ngay lập tức. Bên Đại Thừa mình có một cái đặc sắc mà không có chỗ nào có, nào khác. Đại Thừa mình đó, chủ trương là cái vị theo, vị thiền tri thức. Vì vậy, sau khi cái vị tới một trình độ cao rồi đó, nếu cái vị tiếp tục mà từ ý y vào cái tri kiến cái vị đó, cái vị sẽ tự chặn lại, không cho mình thành Phật. Chỉ có vị thiền tri thức đó, họ thấy được cái vị đang kẹt chỗ nào đó, họ biết cách thoát được. Và cái vị công chuyện nghe lời sẽ bị kẹt đó rất là lâu. À, thành là sáng thì giảng cái tình độ tông đó, là cái đầu tiên hết mà tu tình độ tông là tại vì mình sáng như mình họ tụ họp lại với nhau để mình, thứ nhất là mình tạo phước, thứ nhì là sao, có ai nhớ không? Thứ nhì là phát triển lòng tin. Thầy nói tiếp là quý vị những người tu pháp môn tịnh độ đó, ai tu tịnh độ cũng nói thầy ơi thầy con muốn đi Tây Phương Cực Lạc, phải không Tân Hương? Hả? Nói thầy ơi thầy con muốn đi Tây Phương Cực Lạc, còn cái ao ước cuối cao quan trọng nhất cuộc đời con là muốn thầy đi Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Thầy nói mà quý vị điên được tại vì không đủ lòng tin, không có lòng tin. Cái vị không đủ lòng tin với thiền tri thức. Nói cách khác, cái vị tin cái người thầy sai, cái vị điên được. Và cái vị tin mình, cái vị điên được. Có ai thắc mắc gì không? À, cái câu hỏi là bây giờ làm cái gì? Thầy nói cái vấn đề của vô minh á. Là quý vị không biết mình vô minh. Nó vô minh tại quý vị không thể nào thấy nó được. Thành nó muốn giải quyết cái đó dễ nhất á. Thành cái cách phương pháp mà giải quyết vô minh nó dễ nhất á, nó lẹ nhất á, là nương trông kỳ vào một cái người đó mà nhận được cái vô minh của mình. Tại sao người ta nhận nó được? Mà sao nhận ra được cái vô minh của quý vị? Sao nhận được vô minh của mình hả Thân Hương? Sao người thiền trí thức nhận được cái vô minh của mình? Sao họ nhận được cái vô minh của quý vị? Ông nhận nó được tại họ, ông đã vượt qua nó được, ông mới nhận nó được. Cái vô minh đó, cái vị ôm nó, cái vị phải xả nó, cái vị nó mới vượt qua nó. Thành cái người vượt qua được là tại họ nhận nó được. Vô minh cái hay lắm. Cái vị không nhận ra, cái vị không bỏ nó được. Tại vì cái nghĩ, cái vị nghĩ là nó hay. Cái vị nghĩ nó hay là nó nói cái vị nó, cái đồ nó tai hại, cái vị không tin. Có cái ý, giúp có ý mà giúp một cái người mà nói ông là vô minh, người ta quay ngược lại chửi mình, người ta nói thầy mới là vô minh, tôi là vô minh sao được. Tôi là giáo sư đại học. Cái là bí mật bên Đại Thừa chúng ta đó. Cái Đại Thừa, tu Đại Thừa như sư phụ thầy dạy, ân sư thầy dạy, thằng ngài tiếng hóa ngài dạy đó, Đại Thừa là thiền tri thức của quý vị. Những người hỏi Đại Thừa là cái gì thì ông trả lời là Đại Thừa là thiền tri thức, là Đại Thừa của quý vị. Thằng suy nghĩ 10 năm thầy mới hiểu xong, hiểu nổi. Ông thầy quý vị á là Đại Thừa. Còn hơn là kinh.
Đại thừa không phải là kinh Lăng Nghiêm, không phải là chú Đại Bi, không phải là cái thủ nhãn. Đại thừa là thiện tạo thầy của quý vị. Nghĩa là sao? Nếu quý vị chọn thầy sai thế thì quý vị học cái đại thừa gì? Quý vị chọn thầy sai thì cái đại thừa quý vị học nó khác đại thừa của thầy. Đại thừa của thầy là Ngài Tiến Hóa. Nó là như vậy đó. Nó không, nó nghe nó khó khó nghe một tí. Tại sao nói là ông thầy là đại thừa? Tại sao như vậy? Có thể trong tương lai các vị sẽ hiểu. Nói cách khác, ông thầy này, cái trách nhiệm của ông thầy là giúp quý vị hiểu đại thừa. Nói cách khác là ông thầy chỉ có thầy giảng đại thừa cho quý vị tới cái trình độ mà ông được hiểu thôi. Ông thầy nào giúp quý vị hiểu hơn, ông có thể hiểu được. Thành ra cái đại thừa mà nó, cái đại thừa mình không phải là niệm Phật, không phải là liền thiền. Thành cái chuyện là đại thừa là sao? Thành chúng tôi dạy cái vị hoặc có thể thiền, hoặc có thể trình độ, hoặc có thể là qua mật tông, cái phương pháp để mở cái chư hệ cái vị để mà hiểu được đại thừa. Đó là đại thừa đó quý vị. Nó không cần quan trọng phương pháp nào. Ông thầy phải kiếm cách để giúp quý vị hiểu được cái đại thừa. Để giác ngộ. Và quý vị không thể nào hiểu được đại thừa cho tới khi quý vị đắc giác ngộ. Nói cách khác, nếu quý vị chưa giác ngộ, quý vị không thể nào hiểu được đại thừa. Thầy khó không? Đâu có dễ không? Ngay những lúc buổi giảng kinh như vậy là không phải để giúp quý vị hiểu biết nhiều hơn, mà giúp quý vị đắc giác ngộ. Lần trước mình giảng xong về cái bố thí ba la mật. Ngày hôm nay lúc ăn trưa thầy nói về cái ví dụ của bố thí của rau cải. Cái đó là một cái ví dụ rất là hay. Thì muốn nhắc lại cái câu chuyện để cho những người mà ngồi xa thầy, hoặc là người mà trong tương lai nghe cái bài giảng này. Chùa chúng tôi nhỏ lắm. Thì người tôi đã nhiều năm rồi. Cái ngày thứ sáu có một cặp vợ chồng người Hoa đó đem rau cải tới cúng. Thành chúng tôi chỉ cần mua gạo là đủ ăn rồi. Nên vài năm trước mình có lộn xộn trong chùa. Thầy mới đảm nhiệm. Thời kỳ sư cô ở đây ấy, cô đi. Trước khi sư cô đi đó, chùa chúng tôi đó có rất nhiều người tới cúng dường. Họ tới cúng phở, bánh phở này, họ cúng đủ thứ hết đó. Trước khi sư cô đi, sư cô kêu mấy người kia, cô nói là thôi đừng có cúng dường chùa nữa, không ai cúng nữa hết. Từ cái cặp vợ chồng đấy, họ không biết trời trăng, họ cứ tới họ cúng họ đem giao rau mỗi ngày thứ sáu. Thì thầy mới nói họ đó là cái chủ chùa họ đi rồi, họ tới cúng cho cái người chủ kia, còn chúng tôi là người mới, không nên, không xứng đáng cúng rồi. Thầy mới nói là chúng tôi không xứng đáng đâu, quý vị đừng có phí mấy cái rau cải này, cúng mấy chùa khác đi. Họ vẫn tiếp tục cúng như thường. Từ từ chúng tôi càng ngày càng bận rộn. Rồi nói là nếu như ông họ mới cặp vợ chồng mới nói là nếu như mà chùa lúc cần á, cứ gọi họ là họ giao thêm rau cỏ. Xong mỗi thân có thiền thất, Phật thất thì họ giao, mỗi tuần giao rau cải nhiều hơn nhiều. Thầy tưởng trước thầy tưởng lầm là họ là có cái họ bán sỉ. Thiệt ra họ mua rất nhiều rau. Thì khi mà chia ra hai chục cái thùng, 30 cái thùng đó, họ đích thân họ tới họ giao cái rau từng chùa. Cái đó là bố thí ba la mật quý vị. Đức Phật dạy vì bố thí cái gì phải bố thí với cái tay của mình, cho thì cho với bằng tay của mình. Họ thôi cũng như ông là bảy bảy mấy tuổi,
biết tóc còn lại trên đầu tí xíu, trên đỉnh đầu là nó phơ, nó còn bạc bạc phơ rồi. Tối thứ sáu là ông đang đúng, ông già này bảy mấy tuổi đó. Tối thứ sáu là chiều thứ sáu là đem đích thân đem từng cái thùng rau vào. Rau thầy mới biết là ông này không phải là bán sĩ, họ từ bỏ tiền ra mua rau cải để mà cúng cho mấy chùa. Thầy không biết tên họ là gì nữa, thầy không có số điện thoại họ nữa. Chưa bây giờ thầy cảm ơn họ nữa. Thầy mắc cỡ và sợ. Thì sau thầy mới quyết định là nhận học trò thầy, trong tương lai mà nếu như cần rau cỏ mình tự mình đi mua chứ đừng xin người ta nữa, tại vì tội nghiệp người ta. Hình như họ lấy mấy cái rau từ mấy cái thùng khác họ để vào cái thùng của chùa thôi. Thành ra mình vừa không đủ phước mà còn ăn cắp đồ rau của mấy chùa khác nữa. Cái đó là một cái kinh nghiệm khiến thầy rất là cảm thấy hổ thẹn. Đây cái tinh thần người Hoa đó. Cái người Hoa được dạy là phải bố thí. Bố thí xong là quay lưng bỏ đi chứ không có đợi người ta cảm ơn mình. Không xin cái gì hết á. Nhưng mà cái phước cái vị nó vô lượng vô biên. Đó là cái phương pháp để mà tu bố thí ba la mật. Ai thắc mắc gì không? Thầy biết cái chuyện đó đối với cái vị nó rất là tầm thường. Cái xứ Mỹ này đó. Cái xứ Mỹ này đó, nếu người tu hành đó, không được ủng hộ. Ở Thái Lan chẳng hạn, cái vị đi xe là đi xe buýt là miễn phí. Chính phủ Thái Lan rất là ủng hộ cái việc tu hành của vị. Ở xứ Mỹ này đó, người tu hành, người tu sĩ đó, không được ủng hộ gì hết. Sao cái cặp vợ chồng này họ bỏ tiền ra họ cúng dường rau cỏ cho mấy thầy mấy cô ấy. Cái đó một cái chuyện đối với thầy nó rất là vĩ đại. Hồi đó thầy tu mình đó, không có ủng hộ. Được người ta cúng một tí rau để ăn để cho no cái bụng để mà ngồi tu, ngồi thiền được đó. Nó quan trọng cái việc không thể tưởng tượng được. Nó giúp đỡ nó lớn cho việc tu hành của người tu sĩ dễ sợ. Cặp vợ chồng hình như họ hiểu được cái chuyện này. Thầy hôm nay thì muốn nhân cái cơ hội này mà tỏ lòng biết ơn cái cặp vợ chồng này. Cái tinh thần rất là hay. Tinh thần như vậy, ủng hộ như vậy, người tu sĩ ở xứ Mỹ mới có cơ hội tu được. Tiếp tục theo là cái ba la mật thứ nhì đó là giới ba la mật. Cái giới đó là những cái giới luật. Theo chữ Latin đó, cái nghĩa nó tiếng Latin đó là cái truyền thống và những cái thói quen. Đó là những cái hành động của mình. Những cái hành động nó khiến cho chúng ta tiến bộ, khiến cho chúng ta được cái sự thành công, khiến cho chúng ta được cái sự an ổn trong xã hội. Khi mà cái xã hội nó tiến bộ sẽ tạo được cái sự tốt đẹp trong xã hội. Và những cái này nó trở thành những cái đức mà xã hội nó quý trọng. Cái đạo đức này nó áp dụng cho cái loài người chứ không phải riêng cái xã hội. Đạo đức á nó về linh thiêng nữa. Trong cái xã hội người Ấn Độ, trong loài người này lần đầu tiên trong xã hội của bên Ấn Độ, nhờ cái giới luật người người của Phật giáo, lần đầu tiên mà xã hội tại xã hội người Ấn Độ mà cái giới luật nó không chú trọng, nó bỏ qua cái giai cấp hoặc là cái lòng tin của vị hoặc là cái nam nữ. Cái pháp giới này đó, cái giới pháp này đó nó sẽ giúp quý vị tạo phước để cho quý vị đắc giải thoát. Nói cách khác, khi mà quý vị giữ giới đó thì quý vị đang tạo cái phước để quý vị đắc giải thoát. Ai thắc mắc gì không? Khi được hiểu rằng cái giới pháp là cái mà cực kỳ quan trọng, cần thiết để cho quý vị đắc cái giải thoát. Nói cách khác, cái vị giữ giới nó sẽ tạo những cái phước để quý vị đắc được giải thoát sau này.
không có những cái loại phước này, quý vị không thể nào đắc giải thoát được. Hồi nãy giờ trước mình hỏi thầy hỏi là tại sao ngài Tiếng Hóa biết cái giới nó quan trọng như mình mà không chịu giảng giới. Không cần, quý vị không cần biết giới là cái gì, chỉ cần giữ nó là đủ rồi, không cần phải biết. Tu mình làm đúng, mình giữ giới đúng thì mình có phước, mình đâu cần biết nó là cái gì đâu. Nếu quý vị nghiên cứu cái giới luật đó, nó rất nhiều cái sách dày quý vị phải cần nghiên cứu. Cái đó chỉ là sách thôi. Ngược lại cái pháp này Tiến Hóa là sao? Là ngài Tiến Hóa tạo một cái môi trường, chúng tôi ở trong cái môi trường như vậy đó, thì chúng tôi đang giữ giới. Ngày ra ngoài thì sẽ dễ phạm giới. Thành cái trong cái những cái đạo tràng ngài Tiến Hóa, cái vị ở trong đó theo những cái điều luật trong đó thì cái vị đang giữ giới. Quý vị cũng cần biết tất cả những cái chi tiết. Nói cái khác, cái giới đó nó chỉ là những cái ranh giới để bảo vệ cho quý vị. Cái giới thì nhắc lại để bảo vệ cho quý vị. Cái ranh giới để bảo vệ, để đem tới cái sự an toàn cho quý vị. Ngài Tiến Hóa thầy dùng một cái phương tiện để ngài tạo những cái ranh giới. Đây là cái ranh giới của chùa chúng tôi. Ở trong cái đó từ từ quý vị sẽ đắc giác ngộ. Đâu có đủ đâu. Đó chỉ bước đầu thôi. Sau khi cái vị mà giác ngộ rồi, cái vị phải đi học giới. Sau khi cái vị đắc giác ngộ rồi, cái vị phải đi học giới. Tại sao như vậy? Có thể mất. Một cách khác nói là sao? Đi dạy người khác. Trong cái nghi thức của quý vị giúp giáo hóa chúng sanh, quý vị không biết là thành là thầy phải chia sẻ cùng quý vị tại kinh nghiệm của thầy. Cái ranh giới ông thầy đó ngài Tiến Hóa tạo ra, tại cái ranh giới đó chỉ cho người Tàu thôi. Người Việt Nam ở khó khăn, người Mỹ không cách nào mà ở đó được hết đó. Nói cách khác, cái ranh giới nó chỉ giữ được người Tàu trong cái phạm vi đó thôi, giữ người Mỹ không được. Rồi giữ người Việt Nam ở trong đó cũng không được luôn nữa. Nó quá eo hẹp đi. Nó không thể giúp được người Mỹ. Nó không thể giúp người Việt Nam. Nó sẽ giúp người Mỹ tới cơ. Giữ người những người Tàu mới được thôi. Nó toàn là tàu không à. Cái đó không phải là cái sứ mệnh. Thầy nói cái này không phải để cho quý vị nghe, tại thầy biết quý vị giác ngộ không nổi đâu. Thầy nói là do những cái người họ ở trong đó. Những cái người mà giác ngộ trong này phải lo học giới. Thầy quý vị thấy không? Thầy nói đó, những cái người mà trong hệ thống ngài Tiến Hóa mà giác ngộ rồi phải đi học giới luật. Tại sao? Để tạo cái ranh giới mới cho cái người Mỹ, cho xứ này. Có nghĩa phải cái giới đó nó phải áp dụng cho người Việt Nam, cho người Tàu, cho người Mỹ, cho người da vàng, cho người da đen, cho người da đỏ, gì phải áp dụng hết đó. Thì Phật giáo Đại Thừa mới thịnh hành được cái xứ Mỹ này. Ở đây cái Phật Pháp Đại Thừa không thể chỉ phục vụ người Tàu, chưa đủ. Nó thầy người Việt Nam tới đó, tôi nửa Việt Nam nửa Mỹ. Mà cái ranh giới nó kỳ quá, nó thấy nó có mùi, cái mùi gì, nó mùi gì Tàu nhiều quá. Tấm sao? Cái giới là cái gì? Giới có ba cái thôi. Nhưng mà chó tới là mấy con nhỏ nó chạy tưng 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 hết rồi. Giới là sao? Thế giới nó có ba phương diện. Thứ nhất, không có làm ác. Thứ nhì, làm thiện. Thứ ba, đừng có tạo phiền não cho chúng sanh. Đừng có tạo phiền não cho chúng sanh.
thành cái vị thấy không? Thành cái vị thấy ngài thiên hóa. Ăn ngàn bữa, đừng có nhìn tới đàn bà, đàn ông, đàn bà đừng nhìn đàn ông. Sáng 3 giờ, 3 giờ rưỡi dậy, 4 giờ bắt đầu làm cung vũ khí. Thành ra ngài tạo một cái động cơ, một cái chương trình để giữ cái vị trong cái ranh giới đó. Cái chương trình đó nó giữ mấy người tàu trong cái ranh giới đó. Thì cái trí huệ dễ sợ. Vì theo cái chương trình mà họ giữ được trong cái ranh giới đó. Những người không theo chương trình, chuyện gì xảy ra cho họ? Họ tới chùa Lưu Sơn Tự của mình. Nhưng tôi không theo chương trình nào hết. Không có chương trình chắc không có cái ranh giới gì hết. Thầy không hiểu, hồi đó thầy không hiểu tại sao phải dậy từ 4 giờ sáng bắt đầu công phu kia. Từ 8 giờ đến 10 giờ là làm việc. Quý vị thấy, bắt làm việc từ 8 giờ đến 10 giờ là đang bị giam ở trong cái ranh giới đó. 10 giờ 20 chúng tôi cũng ngọ. 10 giờ 50 bắt đầu ăn trưa. Đúng 12 giờ chúng tôi ngừng lại, ngừng ăn trưa. 12 giờ 45, 12 giờ 45 nhiễm loại gì? 12 giờ 45 là đại bi sáng. Đó là những người tàu họ yếu và cần như vậy. Người chúng tôi đây là quốc tế là không cần những cái ranh giới như vậy. Sang kia giới là gì? Thứ nhất là cái việc nhận cái gì nó ác, cái việc ngừng lại. Trong đại thừa ác là gì? Hại người khác là chuyện đại kỵ trong đại thừa chúng ta. Cái vì trong đại thừa chúng ta tu đó để giúp chúng sanh và để hại chúng sanh. Nói cách khác, những cái người mà cố ý hại người ta là cái người đó là ác. Thầy đó cách thầy giảng cái ác mà khiến người Tây phương không có nổi giận. Nếu mà người Tàu giảng thì người Tây phương ta sẽ nổi giận. Đó là cái ranh giới của thầy. Thành tất cả cái chúng tôi dạy cái gì đó, cái việc không được dùng nó để hại người khác. Nói cách khác, cái gì những pháp môn chúng tôi dạy, cái gì mà quý vị dùng nó để mà hại người khác, cố ý hại người khác đó, là cái gì loại ra. Thứ nhì là làm những cái thiện, chuyện nhỏ nhất mình giúp như thường, cho người ta ăn tí rau cỏ, ta ăn cả tuần để ta ngồi ta tu là chuyện rất là nhỏ, không phải chuyện nhỏ. Cái vị tưởng tượng như coi, nhiều khi cho cái cọng rau không bao nhiêu hết đó, để mình có thể biết là mình cứ ngày có cọng rau để mà ăn, cái tuần này có đủ để mà ăn, tháng có đủ để mà ăn, năm này có đủ để mà ăn, cái đó nó trở thành một cọng rau mỗi ngày, nó thành một chuyện rất là lớn. Thành thấy nó tốt phải làm. Và quý vị nhớ đó là mình nhất định không làm chuyện hại người ta. Và quý vị có cái gì tốt á, tốt là gì? Là giúp người khác, không phải giúp mình. Và thì nhắc lại là đừng có hại mình là cái chuyện, đừng cái chuyện cũng là chuyện không làm chuyện ác. Tự hại mình bằng cách nào? Chẳng hạn như mình mà dùng thuốc phiền, uống rượu này đó. Rồi cuối cùng thứ ba là đừng có làm phiền não chúng sanh, đừng làm phản thì não của chúng sanh. Nghĩa là sao? Phiền não là cái gì? Có ai biết phiền não là gì không? Hoàn cảnh phiền não là gì con? Buồn ngủ là phiền não. Không có đâu, không, thầy xin lỗi, thầy nói xa xa gần gần thôi. Nhưng người Tàu thầy nhau nó thẳng. Người Hoa nó vậy, mà nó xiên xiên xèo xèo thôi. Nó thẳng không được, nó thẳng người ta giận. Thầy nói thấy buồn ngủ là một cái phiền não. Cái gì là phiền não? Ví dụ khác. Lo lắng, nổi giận, ham,
Chuyện tình dục mà sao mà phiền não được? Chuyện tình dục là cũng là một cái phiền não. Người nói như vậy thôi, sống làm gì? Sống là làm gì bây giờ? Tại sao như vậy? Mấy người phàm phu phải khổ chứ, đòi gì? Mà tại sao mình người giữ giới không nên làm người ta phiền não? Họ đã khổ. Cái việc có quen người nào mà không phiền não không? Có ai biết người nào không phiền não không? Giàu có cái phiền não của người giàu, nghèo có phiền não của người nghèo. Người thầy tu có phiền não thầy tu, người tại gia có phiền não người ta. Ok. Cô Thanh Hương nói, con biết thầy rất là nhiều phiền não. Ngài đứng ở ngài nói. Ngài đứng ở ngài nói là quý vị có thêm một đồng, có thêm một đồng của phiền não nhiều hơn. Mà thầy thêm nữa là thầy, người thầy mà có thêm một người học trò có 1 triệu cái phiền não hơn nữa. Đó là cái biện cớ của thầy đó, cái biện luận của thầy đó, cái ngụy biện của thầy đó. Tại sao mà nó đừng có làm phiền não chúng sanh? Cái vị đã phiền não rồi mà, cái vị đã tham mà, đã sân mà, những cái đã đói này, cái vị đã buồn ngủ rồi này, cái vị đã nhàm quá đời này, đợi chừng nào cái bài buổi giảng này mới sao? Cái vị đã phiền não rồi, tại sao mình nói đừng có làm phiền não chúng sanh? Cái cô này, cô mà giơ tay con. Mấy người thường thì giơ tay giơ. Mỗi người có cái tật nó khác nhau. Cái người này giơ tay. Tại vì nếu như cái vị mà làm phiền não chúng sanh, người ta sẽ làm cái vị phiền não trong tương lai. Cái vị thấy cuối cùng cái giới này, cái vị thấy cái giới tuyệt vời. Thấy nó trí huệ tuyệt vời. Đức Phật trí huệ tuyệt vời không? Đừng làm phiền não tụi nó, tại trong tương lai nó sẽ làm mình phiền não. Đừng chọc tụi nó. Cứ gì phải trả giá rất đắt. Có một con vua đó. Con vua ác vậy sao? Con vua ác này mới đem 4 sư đoàn qua xâm lăng cái con vua mình đang diện bên cạnh. Ông vua láng giềng này là đệ tử của Đức Phật, người Phật tử mà rất là có đạo đức. Ông nói mới huy động 4 sư đoàn của ông ra đấu với nhau, đánh nhau. Và ông vua ác đó thắng trận. Ông vua đạo đức đó rút lui. Và Đức Phật mới hỏi, người ta hỏi Đức Phật cái chuyện đó. Đức Phật nói ông vua này rất rất là đạo đức, nhưng điều ông sẽ rất là phiền não về cái chuyện này. Mà lần thứ nhì đấu nhau vài năm sau, đấu lại một trận nữa, thì ông vua mà có đạo đức ông thắng, bắt được ông vua, vua ác. Ông ác dễ sợ. Nhưng mà tôi là người Phật tử, ngày nào tôi tha cho ông, không có giết ông được. Ông vua đạo đức này mày nói là tôi là người Phật tử, tôi đâu có hại người ta, đâu có giết người ta được, Phật đâu có dạy chuyện đó. Thành tha con vua, ông vua ác, thả ông về nước. Đức Phật mới hỏi Đức Phật, người ta mới hỏi Đức Phật là cái chuyện là sao. Đức Phật mới trả lời như lúc trước, nói là cái ông vua tốt này cũng là bị phiền não dễ sợ lắm. Trước sau mới bị phiền não. Cái vì bị phiền não tại trong quá khứ, cái vì đã làm người khác phiền não. Thế bây giờ mình phải nhận cái quả đó. Cái có ông này như nó mập hơn tí mà không? Con ghẻ đó. Cái lý do Đức Phật nói mà chúng ta ở cái cõi này mà bị phiền não vì một cái lý do. Cái cõi dục giới này á, chúng ta bị phiền não tại vì cái tham dục. Vì cái lòng tham. Vì
những cái ham muốn. Quý vị còn ham muốn, quý vị sẽ bị phiền não. Bên Phật giáo chúng ta, người tu hành nó có những cái loại giới khác nhau. Căn bản nhất là ngũ giới. Có thập giới là cho người Sayyini. Có 48 giới của Bồ Tát. Có 250 giới, có 348 giới. 250 giới cho người Tăng. 348 giới cho người Ni. Người vô khi kia tức nói là tại sao mà Đức Phật mà phân biệt thằng không biệt đàn ông đàn bà. Từ khi mà thầy xuất gia bây giờ mà nói mấy người phụ nữ da trắng ai cũng nói vậy. Thì hồi đó thầy nhớ cái chị dâu của thầy da tụi nó giàu lắm. Tới em cần gì chị mua cho. Muốn gì thì mua cho. Thầy xin đủ thứ hết đó. Họ nhiều tiền cứ xin tỉnh bơ. Xong rồi cho hết rồi bà mới nói nhẹ nhẹ nó là này, em có biết không chị mới nói chuyện cái bà Ni rồi tôi phải giữ 348 giới rồi còn bị đàn ông quý vị có được 250 cái mặt của gì nó đổi. Rồi đã, nó tóm tắt lại là nổi trong vài phút thôi bà bỏ xuống đường bỏ đi giận tiêu hóa luôn rồi. 20 năm rồi không có người phụ nữ nào mà để thầy yên thân với chuyện này trừ đệ tử của thầy đó. Bây giờ nó nghe, bây giờ nó không giận thầy tại nó vẫn còn sai di ni. Khi nó biết nó khảo sát nó nhiều giới hơn người đàn ông á, là bây giờ nó nổi giận. Không khí bỗng nhiên nó nặng nề hơn nhiều, quý vị để ý. Tại sao 250 tới 348 nó khác nhau như vậy? Quý vị cần nhiều, người phụ nữ nó cần nhiều sự bảo vệ hơn. Quý vị thấy được như vậy không? Quý vị thấy không? Theo cái giới, cái định nghĩa của giới là để bảo vệ cho quý vị. Nhiều giới hơn thì cái bảo vệ nó nhiều hơn. Nhiều giới chừng nào thì quý vị cái sự bảo vệ nó lớn hơn. Từ khi thầy giảng là cần nhiều giới hơn giúp quý vị bảo vệ quý vị nhiều hơn, không ai tin thầy hết đó. Thằng ngày hôm nay thầy nói mà quý vị không tin thầy không thể trách quý vị được. Thầy mới bắt đầu ngồi quay cái giới của Tỳ Kheo Ni. Tại sao phụ nữ có 348 giới, chúng tôi có 250 thôi. Coi thử là những cái khác biệt chỗ nào. Một cái vài cái khác biệt nhau. Thầy nói không được. Thầy đọc cái giới của Tỳ Kheo Ni, đọc có vài trang thôi nghe. Thầy cũng muốn nghiên cứu cái chuyện phiền não của quý vị. Thì có nhiều cái lạ lắm. Thầy nói Hòa Chi mà lúc trước khi xuất gia thì nghiên cứu cái giới lúc này là thầy biết cái tâm lý người phụ nữ. Cái tâm lý của người phụ nữ. Tuyệt vời. Chàng ngày nay mình nói giữ nhau. Có một cái giới người nghi có mà tăng có. Phạm giới mà giấu. Bên người ni á, là phạm giới mà giấu á, là tội nặng dễ sợ lắm. Người tăng chúng tôi lâu lâu giấu một lần. Đồng ý là không? Làm trạch là giấu. Những người phụ nữ ngày hôm nay. Lúc mà thầy nghiên cứu cái giới luật bên Tỳ Kheo Ni, thầy biết đó, là cái người cái giới nó chỉ những cái sơ khuyết của cái bản tính người đàn bà. thầy nghiên cứu thầy biết là những cái thói xấu bên phái nữ đó. À, thầy cái giới đó, nó Đức Phật chế những cái giới để mà chặn những cái thói đó. Quý vị thấy không? Ngày hôm nay thầy chỉ trích là người phụ nữ có nhiều cái khuyết điểm như vậy. Bởi vậy quý vị thấy giới mới nói là đừng có làm phiền não. Mình làm họ phiền não, trong tương lai họ sẽ làm mình phiền não. Không cách nào mà né được đấy. Tại ngày hôm nay mà thầy nêu ra những cái thói xấu bên phái nữ là thầy chắc chắn trong tương lai thầy sẽ thuộc về phái nữ và đầy đủ những cái đức tính này.
như mình than phiền người ta, trong tương lai mình sẽ ý chấp với người mình đang than phiền. Cái đó là cái quả báo mà nó công bằng nhất, đồng ý không thân hơn? Ai thắc mắc gì không? Thầy hy vọng quý vị đừng có phiền não, tại vì ngày hôm nay chúng tôi bận lắm, chúng tôi phải làm thủ nhà, xong đó phải có cái quy y đó nọ. Okay. Quy đặc biệt. Tại vì mình gì đó, người ta đòi quy y trễ thì mình quy y trễ. Cái chùa nhỏ người ta đòi quy y mình phải làm chứ, mà sao mà đòi hỏi được hả thân hương? Người ta quy y là mình mừng quá trời rồi. Mời quý vị đứng dậy, chúng ta hồi hướng công đức.